Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách đàn bằng cái miếng bích này ha, và một số vấn đề xoay quanh cái miếng bích này như là cầm làm sao cho nó không có bị xoay, không bị tuột ha. Thứ hai nữa là đàn làm sao cho nó không có bị nhầm dây. Rồi theo như comment của rất là nhiều bạn ha, có comment hỏi mình thì mình cũng trả lời comment cho các bạn, nhưng mà các bạn vẫn có một số bạn vẫn còn mơ hồ không hình dung ra được. Có nhờ mình chia sẻ trực tiếp clip như thế này để các bạn nhìn vào, các bạn mới hình dung, các bạn mới tập được ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn những bạn nào mà đã đàn được bằng cái bích này rồi thì các bạn có thể bỏ qua clip này ha. Tại vì mình chỉ nói là những vấn đề xoay quanh bích cho những bạn đang cần tập đàn bằng bích này thôi. Còn những bạn biết đàn bích rồi, các bạn có thể bỏ qua, không cần xem mất thời gian ha. Chỉ là cách đàn bằng bích này thôi ha. Rồi, hoặc là các bạn xem cho vui cũng được ha, hoặc xem để ủng hộ mình cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì với loại bích này á, thì khi các bạn đàn bằng bích, các bạn cái tiếng nó sẽ lớn hơn nhiều so với các bạn móc tai. Nào, nếu các bạn chỉ quen đàn móc tai thì các bạn thấy rất là nhiều anh em đàn bích, các bạn cũng muốn tập đàn bích thì các bạn cũng nên tập đàn bích. Như mình thường comment nói các bạn là các bạn phải tập cả hai, vừa móc tai dụ vậy ha, hoặc là vừa đàn bích. Móc tai là sử dụng những cái điệu, những cái bài nó buồn, những cái điệu nhạc nó im dịu, mình móc tai nó sẽ hay hơn bằng bích đó. Còn như khi mà nhạc sôi động thì mình phải dùng bích. Ví dụ như cái nhạc sôi động đó mình sẽ dùng bích, mình nó sẽ hay hơn móc tai. Với những cái kiểu dầm như vậy, nhiều khi các bạn móc tai thì không thể nào các bạn móc được. Chỉ có thể là các bạn lấy ngón cái. Lấy ngón trỏ, thường các bạn để móng ngón trỏ các bạn đàn. Nó ví dụ vậy ha, nhưng mà không hay bằng cái bích. Cái bích sẽ hay hơn. Thứ hai nữa là cái bích này nó sẽ lớn hơn. Khi mà các bạn ví dụ như có tiệc vui ăn nhậu với anh em bạn bè gì đó, mà nhiều khi mình nhậu vào rồi thì đôi lúc cái nó lùng bùng lỗ tai, mà đàn móc tay thế này nó nhỏ quá, các bạn đàn nó nhiều khi không nghe. Bích này thì sẽ lớn hơn ha, cho nên mình nói các bạn, bạn nào đã quen móc tay thì hôm nay tập đàn bích ha. Còn những bạn nào mà nào giờ không quen móc tay thì cũng cố gắng tập móc tay. Mình đã chia sẻ các bạn một số cái clip mà tập móc dây rồi đó ha, rồi để áp dụng cho từng bài. Rồi, bích thì có rất là nhiều loại bích nha các bạn, loại nhỏ, loại to. Trước hết các bạn muốn đàn bích thì các bạn phải chọn cho mình một cái loại bích thích hợp để các bạn đàn, thì tùy sở thích mỗi bạn. Bích thì nó có dạng nhỏ như này, có loại nó to hơn ha. Các bạn thích loại to loại nhỏ thì các bạn cứ chọn đại ha, một loại, nói chung loại nào cũng được, trước mắt các bạn cứ chọn đại một cái bích. Tại vẫn có một số bạn comment có nhờ mình tư vấn cho các bạn chọn loại bích. Bích này thì đơn giản thôi ha, các bạn cứ chọn đại một loại thôi. Tại vì khao này các bạn đàn quen rồi á thì dày mỏng to nhỏ thì các bạn cũng đàn được hết. Thậm chí các bạn không cầm cái bích này mà các bạn cắt cái từ trong cái cạc mà thẻ SIM điện thoại, các bạn đem ra bàn đàn cũng được ha. Hoặc là một cái vật dụng nào đó, cái miếng nhựa nào đó các bạn cắt ra các bạn đàn cũng được. Hoặc là nhà nói đơn giản như cái cây tăm nhọn, nhiều khi không có miếng bích các bạn đang tăm nhọn thì chắc chắn trong buổi tiệc nào cũng sẽ có tăm ha. Nhiều khi lúc đó các bạn không có bích thì lấy cái tăm này đàn luôn cũng được. Khi các bạn đàn bích quen rồi thì các bạn có thể cầm bất kỳ vật dụng nào các bạn đàn thay cho cái bích được hết. Nè, mình ví dụ để các bạn hình dung nè, cái tăm nhọn các bạn sẽ bẻ đôi cái tăm nhọn ra ha, tại để nguyên cây thì nó dài, các bạn bẻ đôi ra là vừa. Các bạn cầm thì cũng giống như các bạn đang cầm cái bích vậy thôi, các bạn cứ đàn ha. Kỳ loại vật dụng nào các bạn đang không riêng như bích, nhưng trước hết thì các bạn cứ cầm cái bích bích này thì nó bán rất là rẻ thôi các bạn. Các bạn có thể lên trang Lazada hoặc là Sen Đỏ gì đó, những cái trang bán đồ trên mạng á, các bạn có gõ bích guitar là nó sẽ ra ha, rất là nhiều dạng các bạn có thể lựa chọn. Bích thì như mình nói thì nó có to và nhỏ ha, độ dày nó cũng khác nhau, 0.46 mm, 0.58, 0.71, 0.81, 0.96, rồi thậm chí nó dày 1.2, rồi dày 1.5 luôn ha. Rồi nhưng mà mới thì các bạn cứ chọn những cái loại mỏng ha, từ 0.46 cho tới 0.71 là được rồi ha.
0.46 hoặc 0.58 hoặc 0.71 là được rồi. Là tại vì mỏng thì nhiều khi các bạn sẽ đàn một số, ví dụ như các bạn rút dây, mà mình chia sẻ các bạn cái clip rút dây, các bạn rút nó mỏng các bạn sẽ dễ rút hơn, mỏng là các bạn sẽ dễ rút hơn cái dày ha. Rồi bích thì nó cũng có loại như loại này, loại này nó sẽ nhám ha, nó không có trơn, không có trơn bằng cái loại này. Loại này nó sẽ trơn hơn ha, loại này nó sẽ trơn hơn. Thì nói chung như mình nói các bạn thích nhám thì các bạn cứ mua loại nhám, các bạn thích trơn mua loại trơn. Và chất liệu thì nó cũng nhiều loại lắm ha. Rồi như cái bích này mỏng, các bạn thấy nó rất là dẻo, bẻ cong lại luôn nhưng mà nó không tét. Còn cái loại bích vô bích này nó dày, cũng màu này đi nè, nhưng mà nó dày các bạn, bé không, rất là cứng ha. Rồi đó, rồi thì nói chung thì trước mắt các bạn cứ chọn đài, các bạn cứ lên rất là rẻ, các bạn có thể đặt một hộp cả trăm cái các bạn đàn luôn ha, mấy chục ngàn à. Trước hết thì vậy, không cần phải xài bích xịn gì đâu nha các bạn. Hoặc ra các bạn ngoài ra thí dụ như không đặt thì các bạn gần tiệm đàn nào có tiệm bán đàn nào, các bạn cứ vào mua đại bích nào cũng được ha. Nói chung là trước hết thì cứ tập bích nào cũng được các bạn, nhưng mà mình nói thì đầu tiên sử dụng bích mỏng mỏng thôi ha, không cần dày quá. Dày quá nhiều khi các bạn đàn nó hơi khó những cái chỗ. Rồi rồi thì sau khi mà các bạn đàn được rồi đó, là các bạn như mình nói, các bạn có thể cầm bất kỳ vật dụng nào, hoặc là mỏng dày to nhỏ, bích mỏng bích dày, bích to bích nhỏ thì các bạn cũng đàn hết, tại vì các bạn đã quen rồi ha. Thì như mình thường nói, các bạn không riêng những vấn đề bích, những vấn đề khác cũng vậy. Trong lúc các bạn tập đàn đó, khi các bạn chưa quen các bạn thấy cái gì cũng khó, nhưng mà khi các bạn quen rồi các bạn thấy nó sẽ đơn giản hơn nhiều ha. Rồi thì cái bích này cũng vậy nha, quen rồi thì sau này các bạn có thể cầm bất cứ cái gì mà các bạn đàn vẫn được hết ha, không cần cái bích nữa, là dạng vậy đó ha. Rồi sau này các bạn đàn quen rồi, các bạn thấy ví dụ như mỏng quá các bạn muốn thay đổi, các bạn thấy hơi khó muốn đàn bích dày một chút, thì các bạn cứ đổi bích dày ha, không sợ hết. Rồi thì cái vấn đề đó các bạn comment hỏi mình thì mình mới vừa trả lời các bạn ha, là làm sao để chọn một cái bích là mỏng hay dày hay như thế nào đàn hợp lý, thì như mình mới vừa trình bày rồi ha. Rồi các bạn cứ chọn cho mình một cái loại bích, thì trước khi muốn đàn bích phải chọn một cái bích các bạn đàn ha. Rồi thì có bích rồi, bây giờ cách cầm bích thì các bạn cứ cầm, nói chung thì các bạn thấy mà khi mà đàn những cây solo guitar, nó solo người ta cầm miếng mỏng, cầm chừa một xíu trên đầu thôi, không chừa nhiều lắm đâu ha, các bạn chừa xíu đó. Tức là cũng phải tùy vào trường hợp mà mình, khi các bạn quen rồi các bạn có thể lùi tới lùi lui được, đang đàn cầm mỏng về đàn có thể chạy ra nó cho nó chạy ra. Tức là khi các bạn đàn nốt hay là các bạn đàn, tức là khi đàn solo đi, đơn giản là các bạn đàn solo thì các bạn nên cầm dư ra xíu vậy thôi, đừng để dư nhiều quá ha. Khi bạn solo á, dư xíu vậy thôi, dư trên đầu cầm như thế này ha, đó, dư cắn xíu vậy thôi là được, không đừng để dư nhiều quá như thế này. Còn khi mà các bạn cầm, khi các bạn quạt á, nhồi quạt là những cái điệu đó, thì các bạn nên cầm khoảng giữa cái bích cho nó dư ra nhiều xíu như thế này ha, để các bạn quạt. Rồi tiếp tục cho các bạn điện thoại hết pin, quên cắm sạc. Tức là khi các bạn solo á, thì các bạn cầm chừa một miếng thôi, đừng chừa nhiều ha. Còn khi mà quạt á, thì các bạn cầm khoảng giữa cái bích, đừng cầm tốt như thế này nha các bạn, cầm khoảng giữa như thế này là vừa ha. Tức là khi mình đàn điệu mình quạt á, thì mình cầm nó dư ra nhiều nhiều xíu để mình quạt cho nó hay ha. Các bạn quạt disco á thường cho dư dư nhiều nhiều, chứ ngắn như thế này các bạn khó mà quạt lắm ha, phải cho dư nhiều nhiều, cầm khoảng giữa này đó, cầm cỡ này là được ha. Là các bạn sẽ quạt disco, ví dụ quạt disco á. Đó, dư dư như vậy các bạn quạt nó sẽ hay hơn. Còn các bạn cầm như thế này, các bạn quạt là sẽ bị đụng ngón tay các bạn. Các bạn mà cầm chừa có xíu về các bạn quạt là rất là khó à, nó sẽ bị đụng ngón tay của các bạn. Cầm ngắn như thế này, chừa một miếng là khi các bạn đàn note solo ha. Khi các bạn đàn solo note thì các bạn mới chừa xíu gì thôi các bạn đàn. Ví dụ như là gì,
Nói chung thì solo, khi các bạn rằng solo các bạn cầm giữ miếng vậy thôi ha, ít thôi. Khi mà đàn điệu quạt thì cầm khoảng giữa này ha, cho nó dư nhiều chút xíu. Mới thì có thể là các bạn cầm nó sẽ đang đàn ngon lành, xoay qua chỗ này. Hoặc như bạn dùng bít bự thế, mình bạn dễ hình dung. Các bạn đang cầm thế này đi, cầm chừa cái đầu nhọn. Thì thường nó có ba đầu nhọn, các bạn để đầu nào cũng được hết ha. Đầu nhọn nào cũng được hết. Các bạn để đại một đầu nhọn. Rồi. Đó các bạn đàn chút xíu xoay. Xoay cái nó quay nằm nó nằm như vậy luôn. Nằm như vậy, các bạn sẽ bị khó đơn ha. Mới thì các bạn cầm cứng cỡ nào đi nữa, các bạn đàn chút xíu nó cũng sẽ bị xây. Chắc chắn các bạn là vậy luôn ha. Thì cũng hồi xưa hồi lúc trước mình cũng vậy, và sau này một số bạn tập đàn thì các bạn cũng nói mình là y như vậy. Sao mà các bạn cắm cứng ngắt luôn mà sao đàn hồi nó cũng bị xây. Thậm chí đôi lúc đang cầm cái bích đàn vậy, rớt xuống luôn, rớt mất tiêu luôn ha. Xây hồi ráng cầm rớt mất tiêu luôn. Rồi thì để mà mới á, các bạn ví dụ như đàn chút xíu thôi nó xây thì các bạn cứ chỉnh lại, đang đàn nó xây cứ chỉnh lại, thì mới nó cứ tập vậy thôi. Từ từ các bạn cầm từ từ nó sẽ quen à. Mới thì nhiều khi nó bị tuột, bị xây, bị rớt vậy, chứ các bạn cầm riết từ từ nó cũng sẽ quen. Và sau này các bạn đàn cỡ nào nữa thì cũng nằm y vị trí các bạn đang cầm thôi, nó không có dịch chuyển đi đâu hết ha. Mới thì nó có thể nó dịch chuyển, nó xây, nhưng các bạn cứ đàn cứ tập, nói chung như mình nói là đàn thường nó sẽ quen, cứ bấm cầm thường đàn đi. Mới các bạn đàn sẽ không được, nó quay, các bạn móc tay, nó móc dây, nó quen rồi. Bây giờ các bạn cầm lên, các bạn thấy nó khựng khựng, nó kỳ kỳ ha, nó vướng vướng sao đó. Thì dĩ nhiên là mới các bạn sẽ cảm giác vậy, nhưng mà các bạn cứ cầm đàn thường tập bất cứ cái gì cũng được. Nó solo cũng được, tập điệu cũng được, tập câu bass, câu lót gì cũng được, tập bất cứ cái gì cũng được. Cứ cầm, mỗi lần tập là cầm bích bên đàn, không móc tay nữa. Tại các bạn đang muốn tầm bằng bích mà ha. Thì bây giờ ngưng móc tay đi, mà cầm bích lên đàn, đàn cái gì, tập cái gì cũng lấy bích đàn ha. Mới thì đàn như mình nói nó sẽ bị tột, bị xây, xây chỉnh lại rồi đàn tiếp 2 ngày, 3 ngày, 5, 7 ngày gì đó, dần dần các bạn thấy các bạn cầm nó không còn bị xây nữa ha. Mới thì vậy, nhưng mà rồi các bạn cảm giác nó không còn bị xây, và sau này không còn xây luôn, chứ không phải là cảm giác nữa, mà là các bạn cầm đâu nó sẽ cố định đó, nó sẽ không xây ha. Rồi còn để đàn mà không bị trúng dây, như comment các bạn hỏi mình đó, bít nó hơi hay rớt hay xây, thì mình mới vừa tư vấn các bạn ha. Còn bây giờ mình để đàn, các bạn cũng một số bạn thì nói đàn nó hay bị nhầm dây, muốn đàn dây này mới lại trúng dây kia đó, dạng vậy. Hoặc là đàn vô nó trật lắc thì không trúng dây nào hết, nhắm gì đó mà đàn xuống trật, hoặc là nhiều khi trúng 2-3 dây thì nó cũng vậy thôi. Mới thì các bạn thấy khựng, thấy sượng, đàn nó bị dễ nhầm lẫn, nhưng mà quen rồi sẽ được. Để tập đàn không bị nhầm dây thì các bạn cứ, ví dụ các bạn bấm là thử cho mình thử trước hết ha. Các bạn bấm đâu cũng được, bấm trong này cũng được, cứ rải từng dây một. Các bạn có thể bấm bất kỳ hợp âm nào, còn chưa quen âm chặn bấm bắt la thứ cũng được ha. Cứ rải xuống, rải lên, rải lên, rải xuống cho mình, không cần phải theo cái điệu nào cả, rải đủ 6 giây cho mình thôi. Rồi cứ rải lên rải xuống như vậy, rải hoài. Thì sau này dạng cái tọa độ của dây các bạn nó đặt cái tay các bạn nó quen. Mới thì các bạn nhiều khi nhắm dây 3 mà các bạn đàn trúng dây 4, ví dụ, hoặc nhắm dây 4 mà bạn đàn trúng dây 5, dạng vậy đó ha. Mới thì khoan áp dụng vào cái gì cả, cứ tập rải dây 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, cứ rải lên này xuống. Các bạn có thể là đừng có thả lỏng cái tay, các bạn buông ra hết như thế này, các bạn đàn nó sẽ bể nhầm, dễ nhầm dây. Các bạn chịu vào lấy ngón út và ngón áp út, hoặc là một ngón cũng được, hoặc là hai ngón này đi ha, ngón út, hoặc thậm chí các bạn chịu ba ngón luôn cũng được, chịu vô cái thùng đàn ha, dưới này ha. Đó, lấy tay chịu vào. Rồi để chi? Để cái thế tay mình nó cố định. Còn các bạn thả như vậy, các bạn đàn, các bạn quen thì các bạn đàn được, nhưng mà khi bạn không quen các bạn đàn rất là dễ bị nhầm dây. Giữ vịnh vào cho cái tay nó giữ cố định ha. Rồi tọa độ từng dây các bạn sẽ đàn. Đó, chịu hai ngón này cũng được ha. Nói chung các bạn quen chịu, các bạn thấy thoải mái thì bạn ba ngón cũng được, hai ngón cũng được, hoặc một ngón cũng được, miễn là phải chịu cái bàn tay mình vô cái thùng đàn. Các bạn thấy cái mấy ngón mà thoải mái các bạn cứ để ha. Thì mình thường để hai ngón vậy đi. Đó, các bạn sẽ đàn. Cứ lên rồi xuống, xuống rồi lên 6 dây đó cho mình. Tập một vài ngày thôi là các bạn sẽ quen được cái tọa độ của từng dây. Đó.
mới thì các bạn có thể nhìn, nhưng rồi sau đó các bạn không nhìn, các bạn nhìn chỗ khác, các bạn đàn nó vẫn 2 giây, tại vì cái bàn tay của bạn nó quen cái tọa độ rồi, dạng vậy đó ha. Rồi khi quen rồi thì sau này các bạn có thể là không chịu vào cũng được, buông ra các bạn quạt cũng được, với cần quạt đó. Tại khi quạt là không thể dịnh như thế này rồi, khi đàn điệu á, rồi đàn đang đàn điệu các bạn phải lót câu, cái tay không thể dịnh. Nhưng mới thì các bạn cứ dịnh như thế này đi ha, cho nó cố định cái bàn tay mình, cho nó cái tọa độ nó không có dịch chuyển, các bạn sẽ đàn nó không có bị nhầm dây. Các bạn không bấm cũng được, hay bấm quá nó đau tay bỏ luôn, cứ đàn, tại đang tập đàn bích mà, thì cứ đàn cái bích này khỏi bấm hợp âm nào cũng được, đàn cho nó quen cái tọa độ của cái tay mình, nó quen với cái tọa độ của từng dây nó quen ha, là cách sau này các bạn đàn được. Rồi được rồi, bấm đàn hợp âm rồi, được rồi, tập chuyển hợp âm. Thì theo cách này các bạn tập dần thì các bạn sẽ đàn không còn bị nhầm dây nữa ha. Nhắc lại các bạn chịu lấy ngón tay hai ngón đi ha, chịu vào thùng đàn để giữ cố định bàn tay, rồi cứ đàn để cho cái tọa độ nó không dịch chuyển và các bạn quen đàn thường dài ngày, dần dần các bạn quen tọa độ của từng dây ha, là các bạn xong, còn không còn nhầm nữa. Bấm một hợp âm nào đàn đi, sau đó tập chuyển hợp âm, chuyển hợp âm rồi cũng cứ đàn lên đàn xuống, đàn lên đàn xuống, rồi sau đó chuyển lần lượt những hợp âm. Ví dụ đi theo la thứ thì các bạn cứ chuyển 6 hợp âm đi theo la thứ như thế này, hoặc là nếu các bạn bấm hợp âm chặn rê thứ đi thì các bạn cứ đàn rồi cứ cũng chuyển hợp âm, những hợp âm đi theo rê thứ nó dạng vậy ha. Rồi sau khi 6 giây quen rồi, các bạn có thể đàn 3 giây, 4 giây, 5 giây hoặc là nhảy xen kẽ ha. Ví dụ như cái điệu mà bolero điệu bolero mà các bạn thường đàn bolero rải dây ha, hoặc là cái điệu ballad, các bạn có thể dựa vào hai cái điệu đó. Hai điệu đó thì mình cũng chia sẻ các bạn rồi, bass ba hai ba một ba hai ba, bass ba hai ba một nó ha, hoặc là cái điệu bolero mà các bạn đàn á, một hai ba bùng ba hai, một hai ba một hai ba bùng ba hai, một hai ba một hai ba, ví dụ vậy ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bùng gì đó. Nói chung là dựa vào cái điệu ballad rải dây và cái điệu bolero móc dây. Mình chia sẻ hai cái điệu đó cho các bạn rồi, các bạn có thể gõ là ballad móc dây hoặc là bolero rải dây, nó gõ vậy là sẽ ra. Rồi dựa vào cái điệu đó bắt đầu các bạn tập. Mình chia sẻ clip đó các bạn móc tay. Ở clip đó mình chia sẻ các bạn móc tay. Bây giờ các bạn không móc, tập đàn bích mà, thì lấy bích móc theo thứ tự dây vậy đó. Dựa vào hai cái điệu đó các bạn tập, hoặc là cái điệu ballad bass 3 2 1 bass 3 2 3 1 3 2 3 bùm, đó các bạn mình đọc là bùm 3 2 3 1 3 2 3 bùm, cứ dựa đó các bạn đàn bùm 3 2 3 1 3 2 3 bùm 3 2 3 1 3 2 3 bùm ha. Cứ vậy các bạn đàn là các bạn nhảy dây á, lúc đầu các bạn tập là tập lên xuống 6 giây không nhảy đâu hết. 1 2 3 4 5 6 theo thứ tự ha, lên và xuống. Được rồi, các bạn sẽ tập nhảy dây. Đó, được rồi thì sẽ tập nhảy dây theo cái hai điệu mình nói ha. Thứ nhất là điệu bolero rải dây, thứ hai là ballad móc dây. Rồi các bạn có thể gõ hai clip đó, các bạn dựa vào hai clip đó mình chia sẻ đàn dây nào, cách chuyển hợp âm ra sao, dựa vào hai clip đó các bạn tập chuyển ha. Chuyển hợp âm chứ bấm hợp âm hoài các bạn đàn được rồi đó, nhưng mà sau này khi các bạn chuyển hợp âm là cái tay đàn của các bạn đàn bị chặt dây liền đó, cho nên bị lộn dây, bị nhầm dây liền đó. Cho nên là mới thì bấm một hợp âm, nhưng mà quen rồi thì các bạn phải tập chuyển hợp âm ha. Dựa hai cái điệu vừa và hai cái điệu đó, thứ nhất ballad móc dây, thứ hai bolero rải dây, mình chia sẻ các bạn cách chuyển hợp âm. Rồi trong clip đó mình chia sẻ cách chuyển hợp âm rồi, các bạn cứ dựa vào hai clip đó các bạn chuyển hợp âm và cái đàn xen kẽ, hoặc là cái điệu slow rock cũng được. Slow rock thì nó không có nhảy dây, các bạn đàn xuyên suốt thôi, nhưng mà không hết 6 giây, nhưng mà có cái nó không có nhảy dây.
nên các bạn dựa vào cái điệu ballad móc dây và bolero trải dây, các bạn tập nó sẽ quen với tay các bạn hơn. Tại vì nó nhảy dây mà các bạn tập được rồi, bỏ dây được rồi thì sau này các bạn sẽ quen rồi, các bạn đàn không bị nhầm dây nữa. Mới thì các bạn có thể tập chậm, rồi dần dần các bạn đàn nhanh lên dạng vậy đó ha. Rồi. Đó là cách mà các bạn đàn không có bị nhầm dây. Rồi. Nhưng mà nói những bạn nào mà cứ chọn đại một cái bích ha, bích nào cũng được. Sau này các bạn có thể thay đổi, các bạn thấy loại mỏng các bạn đàn không được, các bạn có thể thay đổi qua độ dày. Còn như mình nói với các bạn, sau này các bạn có thể đàn bất kỳ dày mỏng gì, to nhỏ gì, thậm chí không có bích các bạn bẻ cái tâm nhọn các bạn đàn cũng được luôn, như lúc nãy mình mới đàn các bạn tham khảo ha. Hoặc là một cái cây gì đó, hoặc là cũng miếng nhựa cắt ra đàn luôn, hoặc là như cái miếng thường để sim điện thoại nó vuông vậy nè ha, các bạn cắt ra lại một góc các bạn đàn cũng được luôn đó. Hoặc là cái miếng các bạn, nói chung là bất kỳ vật dụng nào khi các bạn đã quen rồi thì không cần bích. Nhưng mà các bạn khi cứ mua bích này nó rất là rẻ chứ không có mắc đâu ha, các bạn cứ mua, nó bán một hộp mà cả trăm cái mà có mấy chục ngàn thôi. Các bạn cứ để dành đàn từ từ, còn không thì các bạn thích loại xịn chút thì các bạn có thể lại tiệm đàn nào các bạn mua ha. Nó rất là nhiều loại, nhiều hãng, nhiều giá, độ dày mỏng khác nhau, nhiều loại, nói chung nó cũng phong phú đa dạng lắm ha. Rồi các bạn cứ chọn đại một cái bích. Còn như mới thì các bạn, như mình nói, các bạn có thể tập từ 0.46 cho tới 0.71mm là được. Các bạn cứ lên những trang mạng mà nó bán bích đó, các bạn cứ chọn mua cái loại mà 0.46 hoặc là 0.58 hoặc là 0.71, ba loại đó nha. Còn như dày quá thì các bạn cũng khó đàn lắm, ví dụ 1.2, 1.5 là nó rất là dày, các bạn cũng khó đàn lắm ha. Cho nên tóm lại các bạn cứ chọn từ 0.46 đến 0.71 là vừa ha. Nhưng mà cũng tùy loại bích nha các bạn, tùy hãng nữa, tùy vào chất liệu làm bằng cái bích này nữa. Đó. Ví dụ cũng đều là 0.71 nhưng mà nó làm khác chất liệu. Cái chất liệu mà làm cái bích này nó khác nhau thì cái độ dẻo nó cũng sẽ khác nhau, dạng vậy ha. Cho nên là ví dụ các bạn cứ ra tiệm đàn, các bạn cứ chọn một loại nào đó, các bạn cứ thử, các bạn thấy các bạn thích là được. Các bạn thấy có thể là hợp với các bạn là được ha. Là các bạn cứ chọn đại rồi các bạn về các bạn tập. Rồi thì cứ tập dần, nó quen rồi các bạn sẽ cầm đâu dính đó, nó không bị tuột, không bị rớt ha. Và tập đàn cái kiểu như mình nói lúc nãy á, cứ lên xuống từng dây nó sẽ quen. Quen rồi thì bắt đầu nhảy dây. Nhảy dây được rồi bắt đầu chuyển hợp âm. Rồi nó rồi dần thì sẽ quen, cái gì cũng vậy, nó thành thói quen thôi. Mới thì thấy khó, làm hoài không được, nhưng mà cố gắng thì sẽ được. Cái gì cũng vậy ha, tập đàn cũng vậy, các bạn đàn không được nhưng mà cố gắng lên thì dần dần người ta đàn được thì các bạn chắc chắn các bạn cũng sẽ đàn được. Có điều là miễn là các bạn không nản là các bạn sẽ thành công thôi ha. Thì nói gì đơn giản cái bích này thôi, thì người khác đàn được thì các bạn cũng sẽ đàn được, nhưng mà tại vì các bạn chưa đàn được chứ không phải là các bạn không đàn được. Tại vì các bạn chưa quen cho nên các bạn chưa đàn được. Nhưng mà sau khi các bạn mình chia sẻ, các bạn nắm được cái cách rồi thì các bạn bắt đầu tập. Tập rồi các bạn sẽ quen, quen rồi các bạn sẽ đàn được như bao anh em khác thôi ha. Rồi thì những anh em khác các bạn thấy người ta đàn bích được thì chắc chắn lúc trước người ta cũng tập. Chứ không có mà tự nhiên mới vừa biết đàn cầm cái bích lên là đàn được liền đâu. Người ta cũng phải trải qua giai đoạn tập rồi người ta mới đàn được. Thì bây giờ các bạn cũng vậy. Đó, các bạn cũng nói người ta tập được, ta đàn được thì bây giờ mình cũng tập được rồi, mình cũng sẽ đàn được ha. Tập bích này nó không lâu đâu các bạn, thời gian nó không lâu như là các bạn tập biết đàn cái này cái kia đâu. Tập cái bích để cầm cho bích không bị tuột, không bị rớt, thứ hai đàn không bị nhầm dây thì cái vấn đề này các bạn tập nó sẽ lẹ thôi, không lâu đâu ha. Còn thời gian bao lâu thì mình cũng không nói chính xác được, tại vì mỗi bạn sẽ mỗi khả năng khác nhau, rồi thời gian các bạn bỏ ra các bạn tập nó cũng khác nhau ha. Nhưng mà mình nói là không bao lâu đâu là các bạn sẽ tập được cái vấn đề cái bích này, thì nó rất đơn giản thôi ha. Và các bạn cứ cố gắng nhà mình tự nhủ, anh em khác đàn được, mình sẽ đàn được, nhủ vậy là các bạn sẽ đàn được, miễn các bạn kiên trì cứ ráng tập, đừng nản ha, đừng nản đừng chán, thấy đàn hoài không được, nhiều khi bực quá không thèm đàn nữa, móc tay cho rồi cho nó dễ cho nó lẹ, vậy thì sau này các bạn không bao giờ các bạn đàn bích được. Bây giờ mình không đàn được thì cứ tập, tập rồi sẽ đàn được thôi. Bao người khác người ta đàn được thì mình cũng sẽ đàn được, cứ nhủ vậy là các bạn đàn được. Mình yêu cầu là các bạn không nản chí, kiên trì tập luyện
là các bạn làm được hết, không riêng những bích này, tất cả những cái khác. Về cái guitar mà các bạn đam mê guitar thì các bạn sau này các bạn sẽ làm được hết những gì về guitar, các bạn đàn được hết ha, móc tay cũng được, đàn bích cũng được, rồi đàn điệu nào cũng được, câu nào cũng được, rồi bắt đầu các bạn ứng phó bài nào cũng được. Và nhờ vấn đề thời gian thôi các bạn, nếu mà các bạn cứ thỏa đam mê mỗi ngày, cứ bạn cứ tập, cứ đàn thường xuyên vậy đó ha, rồi khi được chút chút rồi các bạn có thể giao lưu để chi, để học hỏi thêm, để rút kinh nghiệm nhiều hơn, rồi từ đó mình sẽ tự biến chế ra thêm đó. Rồi dần dần như vậy là cái tay đàn các bạn nó sẽ lên liền ha. Rồi đến một mốc thời gian nào đó thì các bạn sẽ, nói chung các bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn đam mê các bạn rồi. Mặc dù nhiều khi là không hay bằng ai đó, các bạn xem ai đó đàn hay quá trời mà nhiều khi đàn không hay, nhưng mà bạn cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Tại vì hồi xưa ví dụ các bạn mới tập đàn, các bạn ước muốn là chỉ đàn được một điệu thôi, buồn buồn đàn hát cũng được rồi. Nhưng mà sau khi bạn bước vào tập rồi, xong một điệu đó rồi, các bạn lại muốn tập điệu khác đó. Cho nên là dần dần các bạn sẽ biết được khá là nhiều, các bạn cảm thấy là rất là thích thú, rất là thỏa mãn đam mê rồi ha. Mặc dù đàn ví dụ chưa được nhiều, nhưng mà nếu các bạn vẫn còn tiếp tục theo đuổi đam mê, vẫn còn đàn thường xuyên, vẫn còn đi giao lưu, thì dần dần bạn sẽ biết nhiều hơn nữa, và tay đàn, ngón đàn của các bạn sẽ lên nhiều hơn nữa. Với điều kiện như mình nói, thường nói các bạn không nản là sẽ được. Học đàn này nó không giống như những cái khác, các bạn cứ nhủ à, mình không có khiếu, tập không có được, tập hoài không vô, ha, nản, nghỉ, bấm hoài đau tay quá, nản, nghỉ, dạng vậy ha. Những cái khác có thể các bạn theo trình độ của mỗi bạn, có thể mình học, các bạn đã học không được. Nó ví dụ như đơn giản đi, các bạn ví dụ bạn học sửa xe, có bạn học được, học thử tiện, học được. Còn ví dụ như kêu bạn đó mà đi ví dụ học dữ liệu đám mây đi, bên cái vấn đề đó chắc chắn các bạn không được, thì trình độ và khả năng mỗi người mỗi khác ha, chắc chắn là học không được. Nhưng đàn này thì bạn nào cũng học được hết. Đàn này cái khi các bạn học nó sẽ thấm vào một ngày chút ha. Mình nói những cái nghề, ngành nghề khác thì có dù có bạn học được học không tùy theo trình độ và khả năng mỗi bạn, nhưng riêng đàn này các bạn đừng cho là các bạn không khiếu, hay là tập không được, hay là chậm, hay là tối già, ví dụ vậy. Các bạn cứ kiên trì cho mình là các bạn sẽ được với cái đàn này. Tại vì đàn này nó không giống như là những cái học như mình nói lúc nãy, học một ngành nghề lúc nãy. Học ngành nghề lúc nãy nó có cái quy trình đàng hoàng, ở cái đó sẽ làm sao các bạn đàn được liền, học được liền. Còn với đàn này, từ từ nó sẽ thấm ngày chút. Mặc dù bạn thấy không vô, đàn hoài không được, thì các bạn cứ đi đâu đó. Rồi, chừng nào thấy thoải mái, muốn đàn thì mới cầm đàn lại. Còn lúc đang bực và tập hoài không vô, các bạn cứ cắm đầu tập, nó cũng sẽ không vô. Cái này nó vô hồi nào các bạn không hay, ngày ít vậy, rồi tới một ngày nào đó tự động các bạn đàn được, hoặc là tự động các bạn cảm nhận được. Ví dụ các bạn, rất là nhiều bạn không biết ở câu hát đó sẽ đặt hợp âm gì đó. Các bạn rất là muốn biết được cái vấn đề đó để đàn điệu được rồi, nhưng mà chưa biết ta hát tới đó đổ hợp âm gì. Các bạn muốn nhưng mà muốn cũng không được, nó không có một phương pháp giống như mình nói là học một cái ngành nghề gì đó nó có quy trình, có công thức mình học. Còn cái này không có phương pháp, chỉ có một cái là đàn thường, tập thường, đi giao lưu, đàn riết, dần dần tự động các bạn sẽ có được cái cảm nhận đó, và các bạn sẽ biết câu hát đó sẽ bỏ hợp âm nào liền, dạng vậy đó ha. Cho nên là mình nói nó sẽ thấm một ngày một chút, bạn nào cũng tập được hết. Các bạn đam mê là các bạn tập được. Thứ nhất, đam mê thì chắc chắn bạn nào cũng có rồi, bạn nào cũng muốn biết đàn hết là đam mê ha. Thứ hai nữa là phải kiên trì, tức là các bạn phải kiên nhẫn ha, phải kiên nhẫn tập luyện thường xuyên ha. Cũng không phải cần phải bỏ hết thời gian để tập, một ngày rảnh bao nhiêu tập nhiêu, chứ cũng không cần phải bỏ 5-7 tiếng hay 10 tiếng một ngày các bạn tập, cũng không vô đâu. Ngày tập 1-2 tiếng tùy theo, rảnh thì tập 2-3 tiếng, còn không rảnh tập nửa tiếng cũng được ha. Nó sẽ thấm từ từ, ngày ít. Rồi cái nữa là các bạn không được nản ha. Tập này không vô thì mai tập, mốt tập, không nản ha. Chứ nản là coi như là xong á, là bỏ lỡ đam mê á, không được nản. Rồi các bạn cứ nhủ người khác đàn được, hoặc là anh em khác đàn được, mình sẽ đàn được, là các bạn sẽ đàn được. Chứ các bạn nản nè, không kiên trì tập nè, mê thì ai cũng mê rồi, nhưng mà học mà nản, không kiên trì đó, giờ các bạn sẽ không bao giờ đàn được. Các bạn cứ nhủ cho mình tại sao những anh em khác đàn được, thì người ta trước đó người ta cũng sẽ bỏ ra rất là nhiều công sức để người ta tập luyện, chứ không ai mới sinh ra biết đàn đâu, dạng vậy ha. Thì các bạn cứ nghĩ điều đó là các bạn sẽ tập được, sau này các bạn sẽ đàn được đó. Người ta cũng bỏ công sức ra rất là nhiều, người ta tập thì người ta mới có ngày hôm nay, người ta mới đàn được. Còn ví dụ các bạn muốn mà trong một tuần lễ nửa tháng mà mình đàn được, hoặc là vài tháng một năm mà mình đàn được, thì vấn đề đó không có rồi.
cũng phải, các bạn muốn đàn được thì cũng phải bỏ thời gian ra đàn từ từ tập luyện, rồi học hỏi thêm, tự biến chế đồ thêm, nói chung tiếp xúc với đàn thường thì dần dần các bạn mới biết đàn, chứ các bạn muốn gấp cũng không bao giờ các bạn có được ha. Đừng có gấp chơi đàn này. Những anh em khác các bạn thấy người ta chơi vậy, nhưng thật ra nhiều khi người ta cũng bỏ ra 5-7 năm, thậm chí cả chục năm người ta chơi đàn, người ta mới đàn được như vậy. Cho nên là các bạn đừng gấp, cứ chơi mỗi ngày, được nhiều tập được nhiều, cứ đàn được nhiều đó, rồi cứ vô tư là giao lưu thoải mái, được nhiều hay nhiều, rồi thì lâu ngày dài tháng dần dần, tháng này năm nọ, thì tới một cái giai đoạn nào đó thì các bạn tự các bạn thấy các bạn đàn được rất là nhiều so với những cái buổi đầu. Nếu như buổi đầu mình không chịu tập đàn, mình nản, mình bỏ đam mê, thì ngày hôm nay mình đâu biết đàn đó. Các bạn cứ tưởng sau này tới giai đoạn đó các bạn sẽ tự nghĩ ra được câu đó, các bạn sẽ ngẫm nghĩ lại lúc trước, nếu lúc trước mình không theo đuổi, mình nản, thì bây giờ mình đâu có đàn được vậy đó. Các bạn chắc chắn là tới giai đoạn đó các bạn sẽ nghĩ ra câu đó ha, và các bạn sẽ nhớ là cái clip hôm nay mình chia sẻ các bạn. Nhớ lại các bạn lần nữa rồi mình sẽ kết thúc clip hôm nay ha. Muốn được biết đàn, đàn được bất cứ cái gì, cách cầm bích hay đàn móc tay hay đàn điệu hay đàn bất cứ cái gì, muốn đàn được phải tập, mà tập, ví dụ các bạn muốn tập được gấp cũng không gấp được, từ từ, ngày chút dần dần nó sẽ vô, ngày này qua ngày nọ, rồi các bạn cứ tập rồi chơi, tự rút kinh nghiệm, tự biến chế đồ thêm ha, rồi cứ giao lưu. Đàn này không ai hay hơn ai đâu, chỉ là người hay cái này, người hay cái kia thôi ha. Đừng các bạn, cho nên các bạn đừng nghĩ là người ta hay hơn mình rồi các bạn cảm thấy các bạn rụt rè, tự thiếu tự tin để các bạn giao lưu, các bạn cứ thoải mái đi. Mình đàn không được người ta sẽ chỉ mình, thấy vậy chứ nhiều khi cái người đàn các bạn thấy rất là hay, nhưng mà đôi lúc một số cái người ta đàn không bằng các bạn cũng sẽ có những cái hay riêng đó. Cho nên là chơi này đừng, các bạn đừng có nghĩ là ai hay hơn ai, không ai hay hơn ai cả, chỉ có cái là người hay về cái lĩnh vực này, người hay về thể loại kia, dạng vậy ha, chứ không ai mà có thể biết được và hay hết được tất cả. Về guitar này nếu mà cho các bạn tập cả đời cũng không hết về cái guitar, các bạn thấy đơn giản vậy thôi, nhưng mà tập cả đời cũng không biết hết về cái guitar. Người hay về thể loại này, người hay về thể loại khác thôi ha, chứ cũng không ai hay tất cả thể loại đâu, dạng vậy đó ha. Cho nên là các bạn đừng tự ti mà hãy tự tin, cố gắng lên đi, cứ giao lưu hoặc là hỏi, không khi tập thì cứ hỏi, người ta sẽ chỉ thêm, dạng vậy đó ha. Các bạn cứ thoải mái mạnh dạn thì tháng này năm nọ các bạn sẽ lên tay, rồi tới lúc nào các bạn đàn được thì tới đó hay ha, chứ đừng có mà đặt mục tiêu thời gian làm sao ráng tập năm biết đàn thì không được đâu nha các bạn. Rồi cứ thoải mái từ từ, ngày ít nó sẽ thấm vô, tới một giai đoạn nào đó tự nhiên các bạn thấy các bạn cảm nhận được hợp âm đó, ví dụ vậy. Rồi tới một giai đoạn đó các bạn cảm thấy các bạn muốn solo bài nào các bạn solo, các bạn thấy nó đơn giản, các bạn cảm nhận được hết, không cần nhìn sách hay nhìn cái gì bất kỳ nốt nào, dạng vậy ha. Từng giai đoạn các bạn sẽ thấy tự động các bạn cảm nhận được thôi ha. Cho nên các bạn cứ cố gắng cho mình ha, miễn là các bạn đừng bỏ lỡ đam mê là các bạn sẽ, là sau này các bạn sẽ thành công, tức là không nản ha, và kiên trì tập luyện. Cứ không cần nhất thiết phải bỏ nhiều thời gian quá đâu, ngày rảnh nhiều tập nhiều ha, nhưng mà phải chơi thường đó, cứ để cái đàn, đừng bỏ quên cái đàn nha các bạn. Rồi đến một ngày nào đó là các bạn sẽ đàn được thôi, các bạn cứ tin điều đó đi, chắc chắn. Rồi tới ngày đó các bạn đàn được, các bạn sẽ nhớ tới những lời mình nói hôm nay vậy đó nha các bạn. Rồi có gì thắc mắc nữa thì các bạn cứ comment hỏi mình ha, và mình sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc cho các bạn. Rồi ví dụ như những cái vấn đề này thì mình sẽ sắp xếp, mình sẽ chia sẻ để các bạn, tại vì khi mình biết, một khi các bạn mà comment thì các bạn rất là mong chờ cái câu trả lời của mình ha. Bạn nào cũng vậy, mình biết và chính mình cũng vậy, khi mà đặt câu hỏi cho một ai đó thì mình cũng rất muốn biết câu trả lời đó. Cho nên là nhiều khi công việc của mình nó quá lu bu đi, rồi nhiều khi mình có trả lời chậm trễ các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Rồi công việc là đủ thứ hết, cho nên mình không thể sắp xếp kịp. Rất là nhiều bạn comment cho mình, rồi rất nhiều bạn nhờ làm cái này cái kia, mà một mình thì không thể nào mà đáp ứng được một lượt cho các bạn. Cho nên lần lượt thì mình cũng sẽ đáp ứng hết thôi, nhưng mà vấn đề thời gian thôi, cho nên có chậm trễ thì các bạn cũng thông cảm nha. Hôm nay thì mình cũng ráng sắp xếp, mình chia sẻ cái clip này để cho những bạn muốn tập đàn bích mà mình trả lời comment các bạn không hình dung được, thì mình cũng ráng sắp xếp làm clip này để các bạn thấy trực tiếp, các bạn sẽ dễ hình dung hơn ha. Rồi thì có gì mình trả lời các bạn chậm trễ hay làm clip cho các bạn chậm trễ thì các bạn cũng thông cảm cho mình ha, tại vì một mình thì không thể nào mà đáp ứng nổi mấy ngàn bạn nha. Cho nên thì từ từ mình cũng sẽ đáp ứng hết cho các bạn, nhưng mà vấn đề thời gian thôi ha. Cho nên mình có gì thì các bạn cố gắng thông cảm cho mình. Rồi chỗ thắc mắc thì các bạn cứ comment với mình thì mình sẽ trả lời trong comment. Còn cái vấn đề nào trả lời comment mà các bạn vẫn không hiểu nữa thì mình sẽ sắp xếp lên clip cho các bạn, để các bạn, nói chung bạn nào khi tập đàn có thắc mắc gì thì làm sao mình làm sao để các bạn thông được liền, nắm được liền, hình dung được liền,
để quá trình các bạn tập nó sẽ đơn giản hơn, các bạn đỡ gặp khó khăn hơn, để nhiều khi các bạn đỡ nản hơn vậy nữa ha. Rồi có gì thắc mắc nữa thì các bạn cứ comment với mình ha. Còn những bạn nào mà anh em nào mà muốn ủng hộ tinh thần mình thì các anh em cứ vô cái phần giới thiệu kênh của mình ha, hoặc là phần mô tả của clip nào mình cũng để trong phần mô tả ha, cái thông tin của mình. Anh em nào muốn ủng hộ thì anh em cứ vào đó xem cái thông tin của mình và ủng hộ nha. Rồi mình xin nhận tấm chân tình của tất cả các anh em và xin cảm ơn các anh em rất là nhiều. Rồi vậy nha các bạn, rồi hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới nha.